Dạ vâng, em Anh Tông xin kính chào cô chú anh chị nhà đầu tư đang xem kênh YouTube của em ngày hôm nay ha. Hôm nay thì Minh Tông sẽ lại tiếp tục lên và review đến cho anh chị nhà mình một sản phẩm, một căn nhà. Thì với cái sản phẩm ngày hôm nay là một căn nhà cái thiết kế là một trệt một lầu, có diện tích là 78 m². Nhà này thì có hướng là hướng Tây Nam, có bề ngang được 6 m và sổ đã hoàn công đầy đủ hết cho anh chị nhà mình rồi. Thì với cái sản phẩm ngày hôm nay hiện tại nó đang nằm liền kề với lại một lô góc anh chị. Lô của em hiện tại đang nằm ngay vị trí của cái xe. Sát bên có một căn nhà hai mặt tiền như thế này. Đó, khá là đẹp anh chị ha. Đặc biệt thì cái sản phẩm này nằm rất là gần sông Cái Nha Trang và nằm gần với lại cái bờ kè quy hoạch của khu vực xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang ha anh chị ha. Đó, với anh chị nhà mình thì hiện tại đang có nhu cầu quan tâm đầu tư những cái sản phẩm nhà hoặc là nhà phố tại khu vực thành phố Nha Trang, thì đây là một trong những sản phẩm Minh Tông thấy khá là hợp lý cho anh chị nhà đầu tư. Đơn giá thì rơi vào là 3 tỷ ha. Sát bên chúng ta nó có một căn nhà hiện tại đang bán, lúc trước thì cái mức rao thì rơi vào là 3 tỷ 350, nhưng mà bây giờ hiện tại cũng đã giảm giá còn 3 tỷ 1. Còn bây giờ cái sản phẩm của em sát bên đó thì chỉ có một trệt một lầu thôi, thì nó có mức rao là 3 tỷ, giá còn thương lượng. Nhưng mà đặc biệt hơn, giữa hai căn nhà thì căn nhà của em sổ đã hoàn công, còn bên này thì chưa có hoàn công ha anh chị ha. Cái là nó cũng sẽ có cái giá riêng của nó ha anh chị ha. Sổ hoàn công, pháp lý chuẩn chỉnh. Nhà này có 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, toilet đầy đủ hết cho anh chị ha, phòng khách. Thì với cái khu vực ở phía sau này anh chị đang thấy này, em đang đi bộ ra khúc sâu để cho anh chị nhà mình xem về tổng quan, bao quát hết được khu vực xung quanh. Thì khu vực này nó có một cái khu vực kinh doanh khá tốt, đó là khu vực vườn ao xanh này anh chị. Đó, thì với khu vực này thì gần như là những cái review đã có review sẵn hết cho anh chị nhà mình. Đó, anh chị chỉ cần search trên khu vực là vườn ao xanh thành phố Nha Trang nó sẽ ra ha anh chị ha, rất rộng. Thì với cái mặt tiền cái vườn ao xanh này gần như là toàn bộ nó sẽ quy hoạch đường bờ kè hết nha anh chị ha. Khúc sau này nó sẽ có đường quy hoạch mở rộng là đường 16 m đi thẳng. Phía mặt bên kia sẽ là khu vực của đảo gà. Đó, nhưng phía bên này đã là giáp sông rồi, chúng ta chỉ cách sông rơi vào khoảng 50 m thôi anh chị. Thì với cái khu vực này là lúc trước là một cái khu phân lô ha anh chị ha, một khu phân lô tầm hơn 20 lô cho cái sản phẩm ngay vị trí này. Nhưng mà anh chị đang thấy thì nhà cửa cũng đã được xây dựng lên rồi. Đó, xây dựng lên đầy đủ hết rồi. Đi ra khu vực Vĩnh Điềm Trung thì mất khoảng 1,5 cây tới 2 cây. Đi ra tới khu vực biển, ra tới biển thì mất khoảng 4 cây thôi anh chị. Đường thì xe ô tô đi thoải mái ha. Đó, bên này nó sẽ có 2 lô, bên này nó sẽ có 1 căn như thế này, thì còn trống được vài lô như thế này thôi. Anh chị đang thấy thì xe đang chạy thoải mái ha anh chị ha, đường xe ô tô đi vào tới nơi đây. Thì giờ Minh Tông xin phép đi vào phía bên trong và quay review đến cho anh chị nhà mình. Trước tiên thì em sẽ quay cái mặt tiền chính cho anh chị nhà mình ha. Mặt tiền ngày hôm nay thì có căn nhà này thì khá nhỏ gọn nè, khu vực này rất yên tĩnh, cô chú anh chị nhà mình mua cho bố mẹ ở sẽ rất là ok ha. Có bề ngang là 6 m, nó kéo dài từ cái điểm này qua, từ góc này ngang qua tới đây, rơi vào 6 m anh chị ha. Đó, mặt tiền chính của căn nhà ngày hôm nay em sẽ quay góc rộng cho anh chị nhà mình dễ hình dung nhất có thể. Đây, mặt tiền chính phía trước thì sẽ có ban công, một cái phòng thờ nằm ngay góc bên này, phía trên nó sẽ có 2 phòng ngủ và phía dưới nó có 1 phòng ngủ riêng cho anh chị ha. Rồi em quay tiếp tục phía bên trong và review tiếp. Thì với cái khu vực ở phía trong căn nhà nó sẽ có cái khoảng sân khá là ok, có thể để được 3 tới 4 chiếc xe. Đó, nhà thì được ốp gạch đầy đủ hết rồi. Anh chị thấy rất là chắc chắn ha. Nhà này xây dựng vào khoảng 2021, tới đây khoảng 2 năm, gần 3 năm sử dụng. Đó, phía mặt tiền ở phía dưới đây, khu vực này là khu vực để xe, rất là rộng rãi. Thì với cái khu vực ở phía bên trong của căn nhà thì có cái khoảng phòng khách rất rộng nha anh chị, được là cái không gian nó khá mở nè anh chị thấy. Lối cầu thang đi lên, phòng ngủ phía dưới này, toilet bên này, đây là khu vực của phòng khách đây anh chị ơi. Đây là khu vực của phòng khách đang ngồi tiếp khách ha anh chị. Đây là cô chú chủ nhà hiện tại vị trí này. Thì anh chị đang thấy thì với cái bên khu vực bên này là vị trí của không gian bếp. Đây, không gian bếp được xây với khu vực là chữ L như thế này ha, góc vuông. Hiện tại có tủ treo đầy đủ, sử dụng bếp ga, kệ đầy đủ hết cho anh chị ha. Đây, đây là nội thất cho anh chị mình, những nội thất cơ bản như thế này. Khu vực phòng khách rất rộng ha anh chị ha. Anh chị có thể nhìn sơ qua, em đang quay tổng quan về cái góc này cho anh chị nhà mình coi. Bên này thì để lại một cái máy chì bộ Xbox Amazon này, loại xịn nha anh chị. Ở phía mặt bên này thì sẽ có cho anh chị cho mình là vị trí của để máy giặt ở đây ha, một cái máy giặt ở đây, bên này sẽ là vị trí của toilet. Đây, toilet nhà vệ sinh nó sẽ nằm ngay góc này anh chị. Đó, anh chị thấy á, xây dựng rất là ok ha. Đối với cái căn nhà đã sử dụng 2 cho tới 3 năm thì anh chị bắt buộc khi mua về thì sẽ sơn lại, nó sẽ rất là mới ha anh chị ha. Còn kết cấu và xây dựng bên trong đang thấy nó rất là ok nè anh chị, nó không có một vết nứt nào cả. Sử dụng vật liệu khá tốt nè, nhôm kính đầy đủ anh chị. Rồi bên đây là một cái phòng ngủ nhỏ phía dưới. Với cái phòng ngủ nhỏ như thế này thì hiện tại là dành cho cô chú chủ nhà ha, bố mẹ lớn tuổi thì nên ở phía dưới nó sẽ hay hơn là đi lên phía trên. Nội thất thì bao gồm tủ, tivi, giường đầy đủ hết cho anh chị nha mình. Nhà này cũng khá ổn anh chị. Nhà thiết kế 1/1 lầu. Đó, mặt tiền chính ha. Đây là phòng khách. Em quay chậm rãi cho anh chị mình coi ha. Thì anh chị nhà mình mà đang xem video cảm thấy cái sản phẩm này phù hợp thì cứ comment trực tiếp hoặc là gọi điện trực tiếp cho em trên số điện thoại trên màn hình là có đầy đủ hết cho anh chị nhà mình ha. Em sẽ gửi qua Zalo cho cô chú anh chị nhà mình. Sản phẩm này nó nằm ngay vị trí của xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, nằm rất gần với khu đô thị Vĩnh Điềm Trung và là một trong những xã nằm giáp với lại trung tâm thành phố gần nhất ha anh chị ha. Rồi bây giờ em Tông sẽ đi lên vị trí của tầng 2, tầng trên để quay cho anh chị cho mình. Với cái vị trí này thì anh chị đang thấy nè, toàn bộ phía trên đây em đã quay cho anh chị cho mình ha. Thì với cái khu vực này có cái giếng trời nè, em đang đứng ngay vị trí giếng trời rất là mát luôn, gió thông vào phía bên trong nhà và ánh sáng đi vào bên trong cực kỳ mát anh chị ha. Hiện tại mình Tông không bật đèn nhưng mình nhìn rất sáng anh chị. Rồi bây giờ mình Tông sẽ mở đèn lên cho nó sáng hơn. Lối cầu thang đi lên như thế này anh chị ha, vị trí cầu thang đi lên. Bên này nó sẽ có phòng ngủ, 2 phòng ngủ bên này, rồi một toilet phía bên này. Toilet nằm xè góc bên này, gần như là 2 cái toilet nó sẽ nằm song song, tầng trên và tầng dưới anh chị ha. Anh chị nhìn thấy về tổng quan toàn bộ nó sẽ giống nhau, cơ bản và xây dựng kế như nhau ha. Ở phía bên ngoài thì bên này sẽ để lại một cái lavabo rửa mặt, thiết kế một cái kính để soi ha anh chị ha. Rồi phía bên trong này nó sẽ là phòng ngủ của anh chị chủ nhà. Con của chủ thì ở bên này, để lại nội thất thì có máy giặt, máy lạnh, tivi, tủ, giường đầy đủ, không thiếu gì hết ha. Nội thất cơ bản bao gồm đã có hết rồi anh chị. Phòng này thì rơi vào khoảng 18 m² thôi, không quá lớn anh chị, 15 cho đến 18 thôi. Nhà được xây dựng khá ổn anh chị, rất là mát. Đây phía bên này nó sẽ là cái phòng ngủ có ban công anh chị ha. Như nãy Minh Tông có quay mặt tiền ngoài thì phòng ngủ nó sẽ có ban công. Gần như cái phòng bên này là phòng lớn của trong căn nhà ngày hôm nay. Đó, tủ để sẵn, toàn bộ đã lót thạch cao, điện chạy âm, mỗi phòng đều có máy lạnh hết ha anh chị. Rồi góc bên này nó sẽ có ban công đi, em sẽ đứng ra phía bên ngoài cho anh chị coi. Ở ban công rộng rãi, đứng được 4-5 người. Nhà này thì nó có một cái máy, một cái điện năng lượng nè. Đó, buổi tối thì nó sẽ sáng đèn ha. Đây, khung cảnh xung quanh hàng xóm của chúng ta ha anh chị ha. Hiện tại khu vực này đang xây được 4 cái rồi. Em sẽ quay về tổng quan. Phía mặt bên kia là khu vực khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, đi thẳng lên chút xíu thôi. Rồi, còn lại vài lô này hiện tại cũng chưa có người xây dựng ha anh chị ha. Đơn giá hiện tại đang là 3 tỷ, mức rao là 3 tỷ cho anh chị nhà mình. Anh chị mình có nhu cầu thì cứ liên hệ với em. Em sẽ gửi thông tin cho anh chị ha. Rồi tiếp tục em sẽ quay qua vị trí của không gian của phòng thờ. Đây hiện tại thì với cái không gian phòng thờ này, tủ không có nè, để một cái tủ nhỏ. Nhưng mà hiện tại thì cô chú không có làm không gian thờ, thì cái này anh chị có thể set up lại thành một phòng ngủ cho một bé nhỏ ha anh chị ha. Đó, chỉ cần bỏ một cái giường, máy lạnh thì có sẵn hết rồi, chỉ cần mình làm thêm một số nội thất cơ bản nhỏ nhỏ, tủ giường nhỏ đó thôi cho một bé ở thì sẽ rất là hay. Thì gần như căn nhà này nó sẽ có là 4 phòng ngủ ha anh chị ha, 4 phòng ngủ và 2 toilet trên dưới ha anh chị. Nhà này thì bên Tông xin nói lại một chút xíu và thông tin về diện tích là 78 m², nhà có hướng Tây Nam, ngang 6 dài 13, cách thành phố Nha Trang rơi vào 4 km, cách chợ thì khoảng 1 cây là đã tới rồi, chưa tới 1 cây đâu, vài trăm mét thôi, gần sông, rất gần luôn, chỉ cách khoảng 50 m là đã thấy sông rồi. Thì anh chị nhà mình có nhu cầu thật sự thì cứ liên hệ trực tiếp với em ha, em sẽ gửi đầy đủ thông tin cụ thể đến sản phẩm này. Sản phẩm này thì rất hợp lý cho anh chị nhà mình rồi. Anh chị nhà mình có thắc mắc cần tư vấn gì thì cứ liên hệ với em sẽ gửi đầy đủ thông tin cho anh chị nhà mình. Về đầu với cái sản phẩm này thì Minh Tông sẽ làm việc về cái giá chốt tốt nhất để cho cô chú anh chị nhà mình. Bây giờ Minh Tông cũng xin kết thúc video tại đây. Minh Tông xin kính chào, hẹn gặp lại cả nhà mình vào video tiếp theo ngày hôm sau. Cũng rất cảm ơn cô chú anh chị nhà mình đã theo dõi và làm việc với Tông trong thời gian vừa qua. Minh Tông xin kết thúc video tại đây, xin kính chào, hẹn gặp lại cả nhà mình nhé.